VCT High Park được hình thành từ những khát khao kiến tạo một cộng đồng dân cư văn minh. Đây là dự án hội tụ các tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế kiến trúc, cảnh quan, an ninh và các tiện ích nội ngoại khu đạt chuẩn 4 sao. Sống gần gũi và chan hòa với thiên nhiên là điều mà con người thời hiện đại đang hướng đến. Chính vì vậy, chúng tôi dành trọn tâm huyết cùng những nỗ lực không ngừng nhằm đem lại cho cư dân tương lai căn hộ xanh chuẩn Singapore ngay tại đô thị sầm uất nhất Việt Nam. VCT High Park có quy mô rộng gần 9 hecta, trong đó diện tích xây dựng chỉ chiếm khoảng 23%. Gần 80% diện tích còn lại sẽ dành cho các tiện ích nội khu như khu thương mại Shophouse, cảnh quan trung tâm, khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, khu nướng BBQ, đường chạy bộ 3 km, phòng tập thể dục đa chức năng. Đặc biệt nhất chính là công viên cây xanh rộng đến 3 hecta và hồ bơi tràn bờ có chiều dài đạt chuẩn Olympic. Hai điểm nhấn này đem lại sự khác biệt và là yếu tố cộng hưởng trong việc nâng tầm giá trị sống đích thực cho cư dân. Ngoài ra, VCT High Park còn có trường mầm non và trường liên cấp chuẩn quốc tế ngay tại nội khu, giúp phụ huynh tiện lợi trong việc đưa trước con cái và an tâm về chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở vật chất. Không gian căn hộ chuẩn sao tại VCT High Park được bài trí thông minh, nội thất sang trọng, tối ưu hóa diện tích sử dụng, thuận tiện cho các thành viên trong gia đình sinh hoạt cũng như tạo không gian vừa riêng tư vừa quây quần sum họp. VCT High Park đa dạng hóa loại diện tích căn hộ nhằm đáp ứng về nhu cầu sử dụng cũng như tài chính của từng chủ nhân. Tòa lạc tại mặt tiền đường Thạnh Xuân 13, quận 12, ngay khu vực Gò Sao, đây là nơi có vị trí đất cao so với các khu vực xung quanh khác. Đồng thời, dự án còn có lợi điểm khi nằm cạnh ga metro tuyến số 4 Thạnh Xuân - Bến Thành. Thêm vào đó, chủ đầu tư còn xây dựng cầu đường kết nối VCT High Park với trung tâm hành chính quận 12. Đây cũng là yếu tố sinh lợi cao trong tương lai gần cho các nhà đầu tư. Từ VCT High Park, cư dân chỉ mất 5 phút đến Đại học Nguyễn Tất Thành, ga metro số 4 và quốc lộ 1A, 10 phút đến Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, Mega Market Hiệp Phú, Ủy ban Nhân dân quận 12, 15 phút đến Vincom Gò Vấp, Bệnh viện Gò Vấp, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, quốc lộ 13, 20 phút đến ngã tư An Sương và chỉ 30 phút đến bến xe miền Đông, trung tâm quận 1. VCT High Park, căn hộ xanh chuẩn Singapore.